Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Kích chúng hay chưa? Uy lực của cánh bạc cực lớn, cho dù là nhất phẩm cũng không thể nào toàn thân rút lui đâu. Cứ như vậy, chỉ cần có thể chống đỡ được đến lúc viện binh đến, có lẽ còn có hy vọng giữ lại được quan dịch. Đợi đã, đó là... Lại, lại không chút tổn hại. Việc này sao có thể chứ? Biến chiều, chuyển thủ thành công. Đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hám Sơn Khải phát huy toàn bộ sức mạnh trong tay của hơn 50 nhất phẩm. Thì ra sức hủy diệt tạo ra dưới sự hợp lực lại đáng sợ đến vậy. Chỉ đáng tiếc cho pháp khí sang nỏ ở trên khắp tường thành này. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên lúc trước lại rung chuyển đất trời như vậy chứ? Chạy mau, mọi người chạy mau, Lưu Kiếm Quan bị hủy rồi. Đã xong sàng nỏ cánh bạc, đã được thu hồi toàn bộ. Tiểu ngư cơ trí. Thì ra, tiểu ngư vẫn luôn trầm mặc là đang đợi cơ hội hả? Cô ấy và thụ huynh thương lượng những việc này từ lúc nào vậy? Quả nhiên, cô ấy và lã thụ phối hợp vẫn ăn ý như vậy. Lần này có thể yên tâm tận hưởng phong quan tráng lệ hiếm có này. Đã nói cùng nhau công thành lược địa mà. Sao đám lão trường lại tự mình xuất phong đầu vậy chứ? Hắc Thán à, nghe có vẻ như ngươi có bất mãn với sự sắp xếp của Lý Lương hả? Còn nữa, đứa nhóc nhà ngươi nghĩ kỹ lại, xem vì sao chỉ có đám lão trường, có thể mặc Hám Sơn Khải xuất phong đầu mà ngươi thì không được. Đây là mấu chốt của vấn đề. Câu này thì ta biết. Nhất định là vì tối qua không được ăn thịt dê. Ấy Lý Hắc Thán, ngươi được lắm,
Đã đi cả nửa ngày rồi, vẫn còn nhắm vào thịt dê hôm qua, đánh thắng một trận rồi. Ngươi vẫn nhớ đến thịt dê hôm qua? Đúng vậy, ngươi muốn ăn thịt dê vàng đó đến thế thì đến thế hay sao? Cái gọi là nhớ mãi không quên chắc chắn là sẽ có được đó. Dừng lại, đừng có mà khoe khoang trình độ văn hóa lừa vời đó của ngươi. Đều hành động cho ta, đợi dọn dẹp xong tàn binh của Lưu Kiếm Quan, ta sẽ tìm một nơi cho các ngươi ăn thịt dê chín. Ấy lão trường, ta đến giúp ngươi dọn dẹp tàn binh bại tướng. Thủ đoạn của cậu hình như đã cứng cáp hơn lúc trước nhiều. Chiến tranh vốn là người sống ta chết. Hơn nữa, ta không chỉ định tiêu diệt mọi sức mạnh còn sống ở Tây Châu, còn phải thông qua giết chóc, sợ hãi, tích lũy cảm xúc tiêu cực của bọn họ để đột phá tầng thứ 6. Thông qua mấy lần tiếp xúc trước đây, ta dần dần ý thức được mọi thứ của chính mình ở trước mặt kẻ đứng sau là gần như trong suốt. Gia hỏa đó hiểu con người của ta, hiểu thân phận, công pháp của ta, cho nên mới có thể ở hai bên giữa nã trụ, địa cầu đồng thời bày ra đại cục. Thậm chí, hắn thực ra có rất nhiều cơ hội có thể xuất thủ giết ta, nhưng hắn lại không hề làm vậy. Trong đó nhất định là có lý do gì đó khiến hắn không thể nào để ta tiếp tục trưởng thành, tồn tại tiếp. Lý do này có thể là vật phẩm, cũng có thể là cơ duyên gì đó. Vô luận thế nào, đến nay ta chỉ có thể đề cao thực lực mới có thể tìm kẻ đứng sau để tra rõ mọi chân tướng. Vì để thực hiện mục đích này, cho dù là hai tay nhuốm đầy máu tươi, cho dù đẩy toàn bộ người nã trụ vào sự sợ hãi, ta cũng tuyệt đối là không hối hận. Đồng thời lúc này Vương Thành, tin tức của mật mưu có thật hay không? Cái gì gọi là Lưu Kiếm Quan hủy rồi, xác định không phải là phá quan bị chiếm lĩnh chứ? Đó chính là thiên hiểm quan dịch nổi tiếng đấy, võ vệ quân đến nơi đó mới bao lâu chứ? Sao lại thế này chứ? Nã thụ khi rời khỏi Vương Thành cho dù mạnh đến đâu cũng chỉ là nhất phẩm mà thôi. Hắn rốt cuộc làm thế nào mà đạt đến mức độ này vậy? Hắn hiện giờ lại là phẩm giai gì chứ? Trong Vương Thành từng có lời đồn, tối đó thiên địa dị tượng quỷ dị, mà lớn mạnh đó cũng là thuộc về lão thụ. Đến nay xem ra đúng là không thể nào không có khả năng. Phụ thân, nếu lão thụ đó thật sự là giết chết Đoạn Mục Hoàng Khởi, nã trụ này có phải thật sự là loạn rồi không? Đến lúc đó lý ra chúng ta phải làm gì mới tốt đây? Trong nã trụ chưa từng có ai thách thức uy nghiêm của thiên đế, về sau sẽ xuất hiện biến cục thế nào ta cũng không biết nữa. Nhưng mỗi lần chấn động đều có thể đại diện cho sự vẫn lạc của một hào môn. Ti sự thể đại, truyền lệnh xuống, mau chóng triệu tập người ở trong gia tộc thương lượng đối sách. Còn à, may mà lúc trước kế hoạch của quan liên hợp với người loại bỏ nã thụ không thành công. Chúng ta và lã thụ coi như là chưa từng có giao ác thâm độ. Đúng rồi, con nghĩ kỹ lại xem, trong Vương Thành này còn có ai từng thân thiết với lã thụ hay không? Cái này ý mà, con nghe nói buổi tối lã thụ rời khỏi Vương Thành, đại trưởng quỹ Tiêu Minh Trạch của Tống gia Đỗ Phường từng gặp một số pháp khôi. Từng gặp một số pháp khó khôi giáp cho võ vệ quân, cũng coi như là thái độ thân thiện với võ vệ quân. Còn có lão lã gia từng tuyên xưng là lã thụ chính là người trong tộc cũng không biết thật giả. Còn có tôn gia nhị phòng, tôn trọng dương cũng từng giúp đỡ lã thụ. Phụ thân hỏi cái này, lẽ nào là nghĩ một ngày nào đó mượn quan hệ của bọn họ để liên hệ với lã thụ dễ dàng làm ăn một chuyến. Trẻ nhỏ dễ dạy, mặc dù đến nay thời cục bất minh, nhưng chúng ta cũng nên vì chính mình lưu lại hậu thủ mới được. Cứ bí mật quan sát thái độ của giữa mấy nhà này đi. Nhưng mà đến nay đã trụ đã luận thành dáng vẻ này rồi, vì sao còn không có ai quản nữa vậy?
Trong tòa thần vương cung đó có phải thật sự là không có ai hay không?